Ở ngoại ô thủ đô của nước Mỹ có một góc quán nhỏ được thiết kế như một quán ăn nhanh thường thấy. Nhưng khi nhìn vào thực đơn của góc quán này, hẳn những người Hà Nội hay những người đã từng tới Hà Nội sẽ có phần ngỡ ngàng. Ngoài những món rất đặc trưng như phở, bún chả, thì thậm chí ở đây còn có cả món đặc sản cà phê trứng. Và đây cũng chính là những món được khách hàng của quán lựa chọn nhiều nhất, bởi phong vị và cách ăn rất riêng, khác hẳn với phở miền Nam hay bún thịt nướng thường thấy tại hầu khắp các nhà hàng Việt trên đất Mỹ. Mọi thứ ở đây đều rất tươi. Tôi thấy là phở ở đây nước rất trong, hoàn toàn không mỡ màng, nhưng lại có vị ngọt đậm đà của xương bò và có mùi rất thơm của các loại gia vị nhiệt đới. Đấy là điều rất khác biệt so với những món phở mà tôi thường ăn ở các nhà hàng Việt khác. Đó là lý do vì sao tôi thường hay tới đây, đặc biệt là trong những buổi tối mưa lạnh như thế này. Tôi cũng tới đây vì món phở. Phở ở đây thật đặc biệt. Người Hà Nội có cách ăn thật thanh nhã, tươi và đặc biệt rất ít dầu mỡ, cũng như hoàn toàn không có vị ngọt của đường như phần lớn các quán phở Việt mà tôi đã từng ăn trước đây. Thực tế, để mở và thu hút được khách hàng tới một quán ăn theo phong vị miền Bắc nói chung tại Mỹ là hoàn toàn không hề dễ dàng. Di dân Việt tới Mỹ chủ yếu là người miền Nam, và vì thế người Mỹ bản địa cũng như cộng đồng gốc Việt ở đây từ lâu đã quen với cách nấu và cách ăn của miền Nam Việt Nam. Tuy vậy thì cặp vợ chồng chủ quán này tin rằng cách ăn và phong vị rất đậm đà, có chiều sâu hàng nghìn năm lịch sử của miền Bắc Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng sẽ dần chinh phục được khách hàng trên đất Mỹ. Và đó cũng là cái còn thiếu của văn hóa và ẩm thực Việt Nam ở đây. Thì mình thấy rằng là cái nhận thức, cái nhìn của người Mỹ về văn hóa, về văn hóa cũng như là ẩm thực Việt Nam nói riêng thì họ chỉ nhìn thấy mới có một phần. Thế mình muốn là bây giờ giới thiệu ra đối với công chúng Mỹ cũng như là kể cả là với các bà con Việt kiều mình tại đây về cái sự đa dạng phong phú trong cái văn hóa của Việt Nam nói chung cũng như là cái nền ẩm thực của Việt Nam nói riêng. Thế chính vì vậy là mình mới quyết định là đưa cái nhà hàng nấu theo phong cách miền Bắc để từ đó mình có thể dễ dàng cũng như là đưa mọi người có thể không những chỉ nhìn thấy mà cảm nhận thấy cái ẩm thực miền Bắc. Vừa bán hàng vừa giải thích thêm cho khách hàng về cách ăn của người Hà Nội. Đó là công việc thường ngày của ông chủ nhà hàng này. Và dần dần khách hàng cũng đã quen và yêu thích những món ăn ở đây. Ví dụ như món giấm tỏi chẳng hạn. Ngày mới mở nhà hàng, chẳng ai biết chúng có thể thay chanh, tạo ra một phong vị rất khác cho món phở và món bún chả. Và khi khách hàng đã quen và hiểu những món ăn sẵn có của nhà hàng, thì cũng là lúc cặp vợ chồng này lại tiếp tục giới thiệu với mọi người những món ăn mới của Hà Nội.